lâu rồi. Tôi không chấp nhận ba tôi cưới gì, bởi vì dù sao thì cũng là một người nuôi vuốt, một người ở mướn. Dì hiểu chứ dì hai? Trời ơi dì hai à, con không hiểu gì sao? Dì căm lạnh suốt bao năm dài như vậy. Tại sao vậy dì hai? Tại sao dì hai cứ một lời than vãn với dì hai? Tại sao chị không nói thẳng với chị hai là chị hai là con ruột của chị hay gì ấy? Con ba, con nói gì? Tôi không có hiểu. Con biết hết rồi chị hai à. Ai cũng nói là con vô tâm hư đồ. Chứ cái nhà này nè, ngõ ngách gì con cũng biết hết á. Chị hai là con ruột của chị. Sao gì nó nói thắng với chị? Cậu ba, tôi cảm ơn cậu đã thông cảm cho tôi. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi không thể nào thốt ra lời. Đã 20 mấy năm câm lặng đường thì bây giờ nói ra để làm gì? Khi đứa con gái của tôi đã sắp bước lên xe qua với một người chồng giàu sang vô cùng yêu quý nữa. Hoàn cảnh dì hai à, nhưng đến hôm nay thì không thể nào chấp nhận lỗi lầm của chị hai. Chị là mẹ ruột phải nhìn con thôi, đừng để cho chị hai vương mãi sai lầm nặng tiếng rầy la. Con đau xót bồi hồi chẳng
cả tôi sẽ lớn hiểu gì đâu rồi khỏi mái nhà này. Tôi chạy đi, chẳng còn dám nhìn ai. Cậu ba, tôi xin cậu. Tôi được rồi, con tôn trọng quyết định của gì. Giờ thì con đi đây. Cậu đi đâu vậy? Hồi sáng ba con giận quá đuổi con ra khỏi nhà, mà con cũng phải có tự ái của con chứ, nên con quyết định con sẽ rời khỏi cái căn nhà u ám này. Chị hai à, nhưng mà trước khi con đi á, con có món quà này nè, muốn tặng cho dì thân của con. Dì hai đưa cho chị giùm con. Dì hai, con thương chị hai lắm á. Dì hai nói á, là chị phải mở ra, chị đọc liền, đọc thật là kỹ mới nhận hết đầy đủ mà cái món quà mà con tặng á cho chị, cho chị của con á. Dì hai nhớ cái dì hai giúp giùm con cái dì hai. Tôi nói cậu nghe, hồi sáng tôi cũng bị cô hai đuổi. Tôi dì hai, dì ở đó đi, con đi rồi dì không có được đi. Dì hai biết không, con mà về á, mà con về thăm ba mà thấy á, dì hai đi rồi là con tìm dì hai khắp nơi luôn á. Dì hai nhớ đưa giùm con lá thư á. Dì hai nhớ lập bảo chị đọc lá thư kỹ cho dì hai, con thương chị lắm á. Dì hai
khiến cho giọng nói tiếng cười của cô đã đi sâu đậm vào lòng của người nuôi yêu. Ai mà cắm gì, cái gì thì nó đúng á thì không có ai cãi, nhưng mà chị đừng có lầm lẫn tình cảm của một người vú nuôi với một bà mẹ, chị hiểu chứ gì hai? Không bao giờ tôi lầm lẫn đâu cô hai à, nhưng phần tôi vô phước sanh con mà không nuôi được. Con chỉ nói sự thật khi nào
chị hai cũng thật gian thức. Và phải luôn thương yêu, kính trọng bà Vũ và chị Thanh Quân như ruột thịt. Má sẽ ngậm cười nơi vinh suối. Mà đã
Rực rỡ.